Ok, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel Cuộc Sống Canada Cùng Thương Vỡ nha. Ok, hôm nay mình có đi thư viện chút xíu. Thì hôm trước đó là mình đi, mình mượn cái đàn. Thì mình đã trả xong rồi, giờ mình đi về. Cái thư viện nó cũng sát bên nhà của mình thôi à, rất là tiện. Thì đầu tiên là cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho cái channel của mình. Thì mình cũng làm rất là nhiều video, mình chia sẻ về cái cuộc sống tại Canada và những cái kinh nghiệm cá nhân của mình. Thì được rất là nhiều anh chị ủng hộ, thì mình rất là vui. Thật sự luôn. Giống như là một cái ước mơ vậy. Hồi trước thì mình hay đi xem những cái clip trên YouTube của những anh chị đi trước. Thì sau này mình sang đây và mình cũng thấy là một cái điều rất là hay. Đó là mình biết gì thì mình chia sẻ lại với mọi người đi sau, để mọi người có nhiều thông tin hơn khi mà sang đến nơi, hoặc là có cái ý định sang thì sẽ có cái gì đó để mà tham khảo. Thì ngồi những cái ý kiến gọi là đồng thuận thì nó cũng sẽ có những cái ý kiến trái chiều. Thì đó cũng là một cái điều hợp lý thôi, mình hiểu về cái chuyện này. Thì mình thấy cái ý kiến mà mọi người hay nói nhất đó là Canada, Mỹ, Úc. Đâu có phải là thiên đường đâu mà ai cũng muốn đi làm cái gì. Rồi đi sang Canada hoặc là đi sang nước ngoài thì lại thấy buồn. Rồi làm những cái video và nói khổ. Thì thật sự thì đối với mình, Canada, Mỹ hay Úc hay là bất cứ đâu ở trên thế giới này, thậm chí cả Việt Nam nữa, mình không nghĩ là thiên đường. Không có nơi nào là thiên đường ở đó mọi người. Thì cái kiến này là một trong những cái mà mình thấy là nó có lý nhất. Cái thiên đường thật sự ở trên thế giới này nó không tồn tại. Nếu mà có thì ai cũng đổ về hết rồi đúng không? Không có nơi nào gọi là thiên đường hết. Chỉ có những cái nơi mà cho bạn những cái lợi, rồi những cái nơi thì nó có nhiều cái khó khăn đối với bạn thôi. Thì mình đi đến những cái nơi đó để mình lấy những cái lợi ích, mình tận dụng những cái cơ hội để cuộc sống mình tốt hơn, mình giúp đỡ cho gia đình của mình đó, cho người thân của mình, rồi cho những cái người xung quanh của mình. Thì mình thấy đó là điều nên làm. Còn những cái nơi mà những cái xấu thì không ở đâu là không có hết. Thậm chí là bên Canada, Mỹ, Úc cũng vậy nè. Mọi người thấy không, bây giờ nói chi xa, buổi sáng này mình đi lúc 11 giờ này, mọi người thấy ai không? Thấy ai đâu. Con mình đi à. Nghĩa là sao, là ở đây nó buồn, rất là buồn. Nếu mà so sánh với cuộc sống Việt Nam thì nó náo nhiệt, ồn ào, đông đúc, vui vẻ rồi, nó quen rồi. Ăn chơi nhảy múa rồi. Thì ở bên Việt Nam thì nó vui hơn nhiều so với mà mình sống sang Canada hoặc là sang những cái nơi nước ngoài để mình sống, mình làm việc. Thì ở đây cũng có ăn chơi thôi, nhưng mà thật sự thì ăn chơi thì mình nghĩ rất là tốn kém. Và mình thật sự nó cũng rất là tốn kém. Vì vậy á, là sang nước ngoài thì mình chỉ chăm chỉ mình học tập, mình làm việc, mình phấn đấu để mình có cuộc sống tốt hơn thôi. Đó. Không ở đâu là thiên đường hết. Đối với mình không ở đâu là thiên đường hết nha. Rồi lâu lâu thì thật sự có những anh chị các bạn cũng comment, cũng hỏi về những cái khó khăn ở bên đây. Thì thật sự không phải là ở đây là tất cả là tốt như mình nói vừa rồi á. Nó cũng có rất là nhiều cái khó khăn mà mọi người phải đối mặt nè. Hôm nay tới ngày đổ rác. Một tuần thì bên này đổ rác một lần thôi à. Mọi người thấy nhà cửa bên đây không? Nó cách ra nhau nè. Hàng xóm còn không biết mặt nhau nữa, chưa bao giờ nói chuyện với hàng xóm luôn. Nên lúc mới đầu sang thì sẽ nhiều khi bị bỡ ngỡ, thật sự.
Hồi nãy mình có nói chút xíu về cái điểm không tốt hôm nay rồi, hôm nay nó buồn á, rất là buồn. Tại vì nó không có kiểu như là đông đông đúc cho Việt Nam, đúng không? Thì cái khó khăn là như vậy. Ngoài ra thì thật sự ở bên đây nó có những cái góc khuất, những cái góc khuất là nó có chứ không phải là không. Giống như là có phân biệt không? Thì đương nhiên là có phân biệt rồi. Mình ở đâu nó cũng có người này người nọ hết, nó không phân biệt. Rồi nó có bạo lực không, hút chích đồ không? Đương nhiên là có rồi, không ít thì nhiều, nó không phải có chứ đúng không mọi người? Đó. Nhưng mà mình né hết những cái đó, những cái đó nó rất là ít thôi à, chứ nó không quá nhiều. Đó. Mình có thể né được những cái đó thì cuộc sống mình nó thoải mái hơn. Đó. Mình tập trung mình làm, mình kiếm tiền rồi mình để dành rồi mình đầu tư, xong rồi mình về Việt Nam mình thăm gia đình, rồi mình dùng cái tiền đó để mình tận hưởng cuộc sống thì nó rất là hợp lý. Một năm ở bên đây làm mà bằng trên dưới là phải gọi là có thể là 10 năm ở Việt Nam. Vậy trung bình ở bên đây làm trung bình 3.000 đô một tháng, còn Việt Nam thì làm khoảng 5 triệu, mình nhớ là khoảng 5 triệu đó. Thì mọi người cũng có thể biết rồi, mình làm 3 năm, 5 năm bên đây thì mình đã tiết kiệm được một cái khoản rất là lớn rồi. Nhiều người nói là bên đây thì chi phí nó cao, thì thật sự là cao. Nhưng mà nếu mà mọi người chi tiêu hợp lý thì cái phần dư nó phải rất là đáng kể, đúng không? Làm 3.000 thì chỉ cần 1.000 là đủ rồi, 1.000 là đủ sống ở đây rồi. Sống đơn giản bình thường là đủ rồi, còn để dành cái phần còn lại. Rồi sau đó thì có tiền, có bạc rồi mình Tết mình về Việt Nam, hay là những cái dịp nào đó mình về Việt Nam mình thăm gia đình, thì mình thấy đó, nó cái tiền mình đem về mình ăn uống nó rất là thoải mái. Nhưng mà dạo này thì cái giá cả của Việt Nam nó cũng tăng lên rồi, nó không có còn được như trước nữa, thì đó cũng là một cái điều rất là đáng lo ngại. Bởi vì lương không tăng, lương tăng không bao nhiêu hết, nhưng mà chi phí thì tăng, thì cuộc sống của mọi người sẽ khó khăn hơn rất là nhiều, đúng không? Đó. Nhưng mà thật sự thì ở bên Việt Nam đó là cái nơi mà mình sinh ra, mình lớn lên, gia đình của mình ở đó, bạn bè mình ở đó. Đó, thì đương nhiên là mình sẽ không có quên được cái nguồn gốc của mình. Mình cứ đi xe cỡ nào mình cũng sẽ nhớ về cái quê hương. Đó. Tuy nhiên là mình sẽ nhớ những cái điều tốt đẹp, còn những cái điều không tốt đẹp thì mình cũng để đó. Phải chấp nhận thôi, không ở đâu là thiên đường hết. Đó, nên mình không nghĩ là mọi người nên so sánh thêm quá nhiều. Mà nghĩa là ở đâu là thiên đường, Việt Nam là thiên đường, hay là Anh, Úc, Mỹ là thiên đường, hay Canada là có phải là thiên đường, thì thật sự là mình sẽ không so sánh nữa. Mình chỉ tập trung vào cái việc là tận dụng những cái cơ hội và mình né ra những cái bất lợi thôi. Để mình xây dựng cái cuộc sống mới cho gia đình và cho bản thân, cũng như là giúp đỡ cho người khác thôi. Thì đó là cái cách mà mình nghĩ là tốt nhất hiện tại. Ok, thì đó là một cái chia sẻ ngắn của mình ngày hôm nay thôi. Nói về cái việc là cái câu hỏi, hoặc là cũng có thể gọi là cái chủ đề đáng quan tâm. Anh, Úc, Mỹ có phải là thiên đường, hay Canada có phải là thiên đường hay không, hay Việt Nam là thiên đường? Thiên đường ở đâu là bạn thấy thoải mái, đó là thiên đường thôi à. Ok. Ok ha. Thì đó là ý kiến cá nhân của mình. Này, cũng có thể là đúng, cũng có thể là sai. Thì hy vọng là nó sẽ có một vài thông tin gì đó để cho mọi người cùng tham khảo ha. Ok. Mình xin chào anh chị các bạn. Là chuẩn bị mình cũng nghỉ ngơi chút xíu, mình đi về để mình chuẩn bị đi làm buổi chiều đây. Nếu mọi người có thích video thì like cho mình nha, hoặc là subscribe, nghĩa là đăng ký để ủng hộ cho mình. Là mình sẽ làm rất là nhiều video về cuộc sống Canada, và đặc biệt là sắp tới đây mình sẽ có những cái chuyến đi vòng quanh thế giới. Thì đó là một cái ước mơ của mình từ nhỏ rồi. Mình đến những cái nơi ở châu Âu, châu Úc và là Mỹ. Đó, thì mình sẽ làm những cái video để mình chia sẻ lại với anh chị các bạn về cái việc đó. Đó. Thì mọi người hãy nhấn like hay subscribe để theo dõi mình và được nhiều cái thông tin
kết ha. Ok, mình cảm ơn và chào tạm biệt.